Bây giờ là mình ở dưới downtown Vancouver. Hôm nay là thứ sáu, April the 17th. Hiện tại là 7:45. April 17th. 7:44. I'm downtown in Vancouver right now. It's so quiet. Just want to share some view in my city. Covered by plywood. They've been started closing. Look at it. They are afraid people breaking in, so that's why they put all plywood on. Thì không các bạn nhớ đâu, đào sao mình đấy, ăn cơm rồi, tất cả mọi tiệm dùng miếng phản viết lên, đỡ phải sợ bị người ta đập nữa. Mấy tiệm này không biết sau này ra sao. Oh my god. Rough. Chỗ này đông lắm, trước khi đại dịch đông lắm.
Jesus. Mình đang ở trên đường Rapson nhé, cả nhà nhé. Bên tay phải của mình đó là bên tay trái là Pacific Center.
Vancouver.